Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích phát huy tư duy sáng tạo, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào lao động sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tham gia. Trong 104 giải pháp sáng tạo lọt vào vòng chung kết, có 44 giải pháp liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, 14 giải pháp về sản phẩm thân thiện với môi trường, 17 giải pháp về đồ dùng học tập. 15 giải pháp về dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, 14 giải pháp về lĩnh vực phần mềm tin học. Nhìn chung các ý tưởng giải pháp sản phẩm dự thi năm nay được đầu tư nhiều công sức trí tuệ, có tính sáng tạo, ứng dụng cao trong học tập, cuộc sống, sinh hoạt và lao động. Đây là sân chơi trí tuệ để thanh thiếu niên nhi đồng thể hiện năng lực của mình trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng thời động viên các em tích cực học tập, nghiên cứu khoa học. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào vòng thi chung kết để lựa chọn ra các giải pháp xuất sắc nhất trao giải.